Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang đã tạo điều kiện cho 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi được cập cảng để giải phóng hàng hóa. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. 2 tàu cá QNG-94060TS và QNG-98646TS có hợp đồng với công ty thủy sản Bắc Đảo, thành phố Đà Nẵng, bị gặp nạn ngoài biển nên không thể về trước thời điểm cảng cá Thọ Quang tạm dừng hoạt động. Vì vậy, để hỗ trợ tiêu thụ số thủy hải sản của 2 tàu này, Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã phối hợp với công ty thủy sản Bắc Đảo tổ chức giải phóng hàng hóa trong một buổi. Mọi hoạt động tiếp nhận và vận chuyển đều bảo đảm các quy định phòng chống COVID-19. Tổng số lượng thủy hải sản giải phóng khoảng 40 tấn. Tàu bị hư máy nên là gió quá là mình vác tới nơi khó không được. Chiếc tàu lui là vác không được. Cho nên là cũng vác vô đây. Thì cũng nhờ anh em các cán bộ công ty Bắc Đảo ở đây là cũng như là tạo điều kiện cho mình giải quyết được cái số có đây. Thì nói chung là trong tàu thì rất chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho tàu kịp cảng vào để giải quyết số hàng. Công ty Bắc Đảo hết mình vì ngư dân để giải phóng hàng hóa khi tàu họ gặp nạn. Về việc COVID-19, công ty chúng tôi đã khẳng định là kiểm tra trước khi đưa công nhân vào cảng cá là coi như là 100% là âm tính hết. Tân trọng cảm ơn các ban ngành. Tuy cảng cá Thọ Quang đã tạm đóng cửa trong 7 ngày, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho các đơn vị chức năng linh động chấp thuận cho cập cảng đối với một số trường hợp đặc biệt như hết nhiên liệu, hết đá lạnh để bảo quản, hết lương thực và nước uống, trường hợp cần cứu nạn và một số trường hợp có lý do đặc biệt khó khăn khác.